Bạn channel của mình là Nia Đầy Bóng này. Thì như ở clip trước thì mình sẽ sử dụng cái cuốn sách God Combat này của Dio bạn ơi, của nhân vật God kia, để xem sức mạnh của cái melee này mạnh như thế nào. Và mình nghĩ là mình sẽ kèm thêm một cây, đó chính là cây Yoru V3 cho bạn xem luôn ha. Đó, thì mình đó sẽ lấy được cây Yoru V3 sẵn review cho bạn xem luôn. Xem sức mạnh của Yoru V3 với lại cái God này mạnh như thế nào nhé bạn. Tại vì hai cái món này đều nằm ở cái hòn đảo mạnh nhất ở đây mà, bạn thấy chưa? Hòn đảo mạnh nhất và cuối cùng ở C1 mà. Đó, để xem coi hai cái vũ khí này mạnh như thế nào nhá. Thôi rồi các bạn ơi, thì hiện tại là mình đã đang đâm ra được cái hộp Yoru V3 nha các bạn. Tỷ lệ quá thấp các bạn ơi, và cực kỳ khó ra nha các bạn thấy nha. Đây, tỷ lệ hiện tại là 0.01% thôi. Và mình, các bạn thấy cái server mình treo để mình auto glitch để lấy cái Yoru, các bạn thấy nha. Là hồi nãy là mười mấy phút, là 19 phút. Đó, là gần 20 phút luôn. Trời ơi, treo 19 phút đồng hồ auto glitch đó các bạn. Đó, mình cứ đứng auto glitch vậy nè. Đó các bạn thấy nha, đó mình cứ đứng auto glitch vậy đó, mình cứ để auto glitch vậy luôn. Đấy. Chừng nào ra thôi mà tổng cộng là tương 19 phút đồng hồ mới được cái cây 0.01%. Có cái gì? 0.001%. Trời ơi. Tỷ lệ khó vãi luôn rồi. Không có tin được. Và hiện tại là mình đã sở hữu được cây Yoru V3 nha các bạn. Tỷ lệ khó ra quá. Rồi. Nói chung là ra thì cũng có thể ra đó các bạn, nhưng mà các bạn phải dư một đống tiền luôn cho mình đó, thật sự. Dư phải gọi là tiền rất là nhiều luôn. Đó, mà tại mình treo gần 20 phút các bạn. Thì các bạn tính đi, auto link là bấm rất là nhanh nha, mà chừng trong 19 phút 20 phút đi là mình nghĩ là chắc mấy chục triệu, mấy trăm triệu á, thật sự bấm liên tục mà. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng Yoru V3 nha các bạn. Cái hộp Yoru V3 khá đẹp nha. Đó, nó có aura nữa bạn, các bạn thấy chưa? Aura điện nè. Rồi, lít vào xài thôi. Rồi, để xem Yoru V3 với lại cái Melee God Combat này cái nào mạnh hơn nha. Ui, Yoru V3 có hiệu ứng nữa bạn. Không phải mạnh hơn mà là coi cái nào xịn xỏ bạn. Ô, Yoru V3 hiệu ứng đẹp vậy. Ô, bạn nhìn kìa. Yoru V3 hiệu ứng rồi, thấy chưa? Đó, aura khá là đẹp luôn. Bởi cây Yoru màu đỏ. Phải màu đỏ này, màu cam cam gì nhện ra đỏ à trời. Vãi thật sự. Đấy. Rồi. Ultra Blast. Ui, đã vậy. Slash slash and slash 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 and slash. Gì vậy? Rồi, cái này mình phải nghĩ là lại test vô cái hình nộm rồi các bạn ơi. Đấy, rồi từ từ giờ mình thử qua God Combat cho bạn xem nha. God là vẫn đấm như bình thường thôi, không có gì hết. God Ball. Cái gì? À, cái cục mà Boss God trưởng ra các bạn. Cái cục Boss God trưởng ra đấy. Rồi, C. Ui, ghê à. Vãi cái aura. Ui, đỉnh vậy. Chạy nhanh lắm nha bạn, chạy khá là nhanh luôn. Rồi, để mình đi mua thuyền, mình về đảo Tân Thủ mình test đam mới được. Mình nghĩ là về đó mình reset điểm thử cho bạn xem luôn nha. Đó, mình sẽ nâng match vô melee, xong mình nâng match vô kiếm thử xem cái đam của cái nào ngon nhất. Tại đây là hai cây cuối cùng trong đảo cuối cùng các bạn. Đó, hai cây hình như mình nghĩ, mình đoán là chắc mạnh chứ gì. Gì à, tăng máu. Hai cây mạnh nhất ở đảo cuối cùng này rồi bạn ơi, đây là đảo cuối cùng mà. Giờ muốn qua xin 2 là qua Kaido. Thì cái đó tính sao, bạn còn phải full level mới qua được lần. Rồi giờ mình chạy về đảo Tân Thủ ra. Rồi đây. Đấy, đây là đảo tuyết. Rồi ở đâu nữa ta? Hình như bên này, à đảo cát bên này. Vậy là đây, đâu giữa đây nè các bạn. Đảo Tân Thủ sẽ đâu giữa đây. Đó. Ủa đâu rồi, ủa. Ở giữa đây mà, ủa. Rồi luôn. À đây. Xuất hiện chậm thế. Phải. Xuất hiện chậm thế. Ôi no. Đấy rồi. Đấy vô. Rồi. Rồi. Để mình ủa đâu rồi, từ. Set bam đã. Set bam đây set bam. Set xì bam. Rồi, tại reset điểm đây là toan đó các bạn. Tại nói chung là làm cái gì cũng toan á, nguy hiểm lắm. Cứ set bạc ấy. Nữa. Nó lên được. Rồi. Đây. Rồi nha. Set bam rồi. Mình nâng match vô điểm melee trước ha các bạn, melee đi ha. Rồi melee. Rồi. Rồi vậy luôn ha cho chẳng. Rồi còn 8 điểm kia từ từ đi. Rồi nha. Melee đúng không? Giờ mình thử vô quái. Để xem coi khi mình nâng max vô điểm melee thì mình có được tăng nhiều máu không nha các bạn. Ôi rớt phát là toang đấy. Ở đây quái đây.
Đầu tiên mình bật cái Utagod này trước nha. Ôi thiệt lắm bạn, nâng vô melee nhiều thì máu mình cũng trâu lên nha. Đó bạn thấy nha, máu mình trâu lên 10.000 luôn nè. Giờ mình đấm thường nha. Yeah. Cái gì? Bao nhiêu vậy? 20.000 nha bạn, 20.000 một đấm là 20.000. Trời. Phải không? 29.000. 29.000 300 mấy á, một đấm là 29.000 nha trời. Mấy đấm là toang luôn, con quá 200.000 rồi nè. Ôi vãi đánh thường. Để đánh thường đó nha. Rồi xài chiêu Z thử nha. Chiêu Z là 36.000 thôi nhá mày, 36.120. Đó, vậy là 36.000 đam thôi. Rồi. Vậy là xong God nha bạn. Bây giờ mình sẽ về mình reset ta tiếp, mình nâng vô mắt kiếm nha. Để xem cây Yoru này có xịn sò hay không. Rồi. Nâng vô. Từ từ. Tại trước khi mình review Yoru 3 thì mình thử đam trước level 1 thử nha bạn. Coi có hơn hai cái cây mà hai cái hộp limit kia hay không. Đó, tại hai cây của hai hộp limit kia thì mình thấy đam khá là to luôn. Rồi giờ mình thử cây Yoru này thử xem. Ui dồi. Rồi. Quá. Trước khi nâng từ mình đánh thường trước nha bạn. 180 nha bạn, 180 lần. Rồi chiêu Z. Ồ, 1.000 mốt, 1.000 mốt, 2 lần, 1.000 mốt á. Rồi, slash. Ôi dồi. Chiêu đánh hơi gần các bạn. Mình sợ vô bot quánh mình có mấy phát mình toang đấy. Rồi. Rồi, giờ mình thử chiêu đánh thường nha. Một đánh thường như đây. Không đánh trúng vậy. Ôi, 35.000. Một lần đánh thường 35.000. Trời ơi. Vãi thật sự. Một lần đánh thường 35.000 nha các bạn. 35.000 rồi, chiêu Z thử nha. Chiêu Z là 17 với 17.000 là 34.000. Đó. Cái chấm đằng sau là một đống số của không có gì các bạn ơi. Số nhiều đằng sau cũng không có gì đó. Đó rồi, chết slash nha. Ui đam cơ. Quái. Từ từ để mình thử quái đầy cây đi ha. Rồi để mình rồi quánh quái này tan đã, thử đầy cây coi. Bao nhiêu đam đây? Đây 200.000 tròn nha. Để thử vô coi là còn như là biết liền à. Đây. Ô, 200.000 quánh còn có 90.000 thôi chưa? 100 mấy ngàn máu luôn, 110 ngàn máu chứ. Gần tới. Ôi đam to chưa? Đuổi vô Yoru V3 hả? Từ từ nha. Trời đất ơi. Yoru V3 là vậy thì mình sẽ thử qua cây lưỡi hái thử xem. Tại cái Yoru này đánh khá là gần đó bạn. Mà mình không muốn đánh gần một tí nào hết thật sự. Đánh gần là dễ tan lắm. Rồi giờ sử dụng qua cây lưỡi hái luôn ha. Đó, sử dụng qua cây lưỡi hái luôn. Để xem coi cây lưỡi hái này có mạnh hơn Yoru V3 không nha bạn. Yoru V3 là tỷ lệ hiếm khó ra thôi. Còn cây lưỡi hái này mua được nhưng mà quá là mắc tiền các bạn. Mắc tiền lắm, 75M mà. Rồi. Để mình test thử cây lưỡi hái này hơn Yoru V3 hay không. Rồi. Đây. Đấy. Một quạt nhiều, đâu quạt khó vậy? Một đam thua nữa mày. Đam thua cái Yoru V3 thiệt nè. Ôi, vãi rồi Z nha. 36.000. Rồi 36.000, rồi ít. Ít này là mình phải để đầy cây các bạn. Ô chiêu này giống của Yoru đó chứ, cũng Yoru 7 mấy nè. Rồi hồi nãy Yoru là quánh còn 91.800 mấy đúng không? Rồi bây giờ thử chiêu Z của cái lưỡi hái này nhiêu nha. Ồ vậy không lẽ cái Yoru đam to hơn ta, các bạn thấy cái đam cứ qua Yoru đánh thường không? 3 mấy ngàn lượng. Còn thua thiệt nữa bạn. Vậy là cây lưỡi hái không có cửa Yoru V3 luôn. Vậy là đúng, mình nói đúng rồi bạn ơi. Cái nói chung là mấy cái món đồ mà ở hòn đảo cuối cùng á đều là những món đồ mà xịn sò và mạnh đó các bạn. Đấy. À rồi. Trừ cái snip combat gì nha bạn, cái sniper combat gì đó hơi bỏ cái đó nha. Khỏi tính cái đó rồi nha. Là cái Yoru V3 là đam to nhất trong các loại kiếm rồi. Wow. Rồi bây giờ mình lấy lưỡi hái luôn rồi. Giờ sao mình lít ra Yoru V3 được nữa ta. Oh no. Mình thấy bắt đầu toang rồi đấy. Tại kiếm không chiêu cái cây kiếm này cũng không có đánh xa được nữa. Chỉ có chép bao nữa các bạn, nên hiện tại là chứ mình nghĩ là chắc auto lít là sẽ ra được các bạn, nhưng mà hơi lâu nha các bạn, không 19 phút đồng hồ mới ra được cái đó lần. Ây da, toàn đấy, cái Yoru V3 hơi căng đấy. Cái này thì không có quá mạnh hả bạn. Cái Yoru thì mạnh thiệt, tại hai chiêu đánh mà. Cái gót là một cái búp rồi. Đấy, là vậy. Đứng vô. Ủa, không trúng luôn hả? Cái kia bay ảo vậy.
Né, né, ôi né rồi mà vẫn trúng. Vãi thật sự. Quá trâu quá các bạn ơi. Trâu thật sự. Thì do trái bao thì bắt đầu yếu dần ta. Ây à, không ổn rồi. Thấy bắt đầu không good được rồi đó bạn. Rồi rồi rồi. Không giòn rồi đấy, không giòn rồi đấy. Đấy, không giòn. Mà chưởng mà mình toan nữa chứ mình bị nằm nữa bạn, khó chưởng chúng quá. Đấy. Thử mình thử đứng đây mình cứ chưởng chưởng mấy chưa đằng xa nha bạn đó. Xem bao nhiêu giây là có thể tiêu diệt được boss ta. Rồi. Khó lắm các bạn. Còn Yoru thì cần nữa nha, Yoru thì có chiêu ít đam to à. Là các bạn phải vô đánh tới gần á. Chứ đứng xa các bạn chưởng có chiêu Z của Yoru các bạn. Cứ chưởng có chiêu Z thì hoài á thì nghĩ là không bao giờ mà mất máu được boss luôn á thật sự. Đó bạn thấy không? Đấy. Khó lắm. Rồi. Được có đúng 3 chiêu chưởng các bạn, 3 chiêu chưởng xa vô. Đó. Ôi tôi diệt một boss này mà tốn thời gian vậy luôn hả? Ôi gì cực lắm đó nha. Đó bạn sẽ thấy. Mới có nửa cây à. Rồi sẵn đứng ngoài đây chưởng chưởng vô chơi thôi. Đấy, chưởng chưởng vô chơi chơi vậy đó. Rồi chưởng. Đấy. Mấy chiêu còn lại không dám xài bạn ơi, vô là toan đấy. Chiêu hồi lâu vậy? Phải chiêu V hồi lâu thế? Mấy mình chửi xong mình cứ bị quay mặt lại á. Bựa vãi. Đấy, ok, gì cũng được. Thôi, có gì mình auto lít lấy lại cái Yoru hả bạn ơi, cái Yoru đã quá. Yoru đam to thật sự đấy, không đùa đâu. Đam to nhất trong loại kiếm rồi đấy. Mình đoán là vậy. Thì mình chưa có mua hết tất cả kiếm trong tựa game rồi mấy bạn. Còn thiếu nhiều kiếm lắm, mình nghĩ chắc còn Bicento rồi cây của sắc tóc đỏ nữa. Cây Saber á. Còn nhiều lắm mà mình chưa mua hết đâu. Nên có gì mình sẽ mua tổng hợp lại tất cả cái kiếm mình so đam cho bạn xem ha. Đấy. Đấy. Ủa bạn cho chủ một con boss này lâu vãi luôn. Rất là tốn thời gian nha. Châu thật sự. Hoặc là do trái bao yếu các bạn à, hoặc là trái bao quánh boss này hết đam rồi. Là phải cần một trái khác mà khủng khủng hơn. Hoặc chắc vậy. Mình đoán là vậy. Đấy, nó tay rồi kìa. Trời ơi, cái chiêu V hồi lâu. Lâu thật sự luôn. Đó, tan liền, có rớt không? Sao mà rớt được, có 2% mà vậy hôm bữa mình là hên đó bạn. Mình là tỷ lệ, mình khá là hên, nhưng một lần đánh là rớt luôn. Rồi, thôi mình nghĩ là chắc kết thúc clip tại đây ha. Thì các bạn thấy hay cho xin một like, một subscribe các bạn nha. Thì clip này mình đã review cho bạn God Combat. Sức mạnh của Melee God Combat và cái Kayuru V3 mạnh như thế nào nha các bạn. Rồi, các bạn thấy hay nhớ bấm cho mình một like, một subscribe các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cậu Gia Thi. Bye bye.